thiên hư như hà nghịch ngũ lai xâm phạm ngũ đẳng hành khăn phạm thủ hư. Thank you.
Lần thứ hai, câu lạc bộ dân gian Việt Nam xin phép được bắt đầu. Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép người dẫn chương trình Nguyễn Trang Hoàng Hiệp gửi tới quý vị đại biểu, ban chủ nhiệm, ban cố vấn, các quản trị viên cùng toàn thể cô bác, anh chị em thành viên trong và ngoài câu lạc bộ lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc buổi giao lưu thành công, rực rỡ. Dạ vâng, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa chủ nhiệm Nguyễn Thu Huyền, các phó chủ nhiệm, ban cố vấn, quản trị viên cùng anh em thành viên trong câu lạc bộ yêu ca nhạc dân gian Việt Nam, hòa chung với khí thế tưng bừng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, nỗ lực lập thành tích cao nhất để chào mừng kỷ niệm lần thứ 132 năm ngày sinh Nhật Bác Hồ kính yêu của dân tộc Việt Nam 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2022. Hôm nay ngày 21 tháng 5 năm 2022, được sự thống nhất của ban chủ nhiệm, ban cố vấn, quản trị viên câu lạc bộ yêu ca nhạc dân gian Việt Nam long trọng tổ chức ngày đoàn viên giao lưu kỷ niệm ngày sinh nhật câu lạc bộ tròn 2 năm xây dựng và hoạt động câu lạc bộ. Địa điểm tại khách sạn Ngọc Lâm, Kim Bảng, Hà Nam. Vâng, về dự buổi giao lưu hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu ông nhạc sĩ Quang Bị, ông Trương Duy Thọ, đạo diễn nghệ nhân Hà Lan, xin nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu khách đơn vị sở tại xã Khả Phong, ông Phạm Văn Tú, cán bộ văn hóa xã, bà Tạ Thanh Bình, chủ nhiệm câu lạc bộ chống hồi, ông Quang Dũng, bà Vũ Thị Xuân, ban chủ nhiệm câu lạc bộ tình quê Hà Lam xin được nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thiện Thu Huyền, chủ nhiệm câu lạc bộ. Xin trân trọng giới thiệu ban cố vấn, các quản trị viên, các phó chủ nhiệm cùng toàn thể cô bác anh chị em thành viên đại diện cho hơn 3.000 thành viên trong câu lạc bộ cũng về dự đông đủ, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị, để thỏa niềm đam mê ca hát và bảo tồn phát huy những làn điệu dân ca, thơ ca hò bè và những dòng nhạc trong làng dân gian Việt Nam mà ông cha ta đã để lại, ban chủ nhiệm, ban cố vấn, ban quản trị câu lạc bộ đã xây dựng và thành lập ra câu lạc bộ mang tên câu lạc bộ yêu ca nhạc dân gian Việt Nam, do bà Nguyễn Thu Huyền sáng lập và là người chủ nhiệm câu lạc bộ. Dạ vâng, nhịp cầu nối những lời ca chúc mai sum họp một nhà đoàn viên dân gian, khúc hát giao duyên thắm tình gắn kết thuyền quyên mọi miền. Vâng, câu lạc bộ là sân chơi vui vẻ, bổ ích cho các thành viên duy trì và bảo tồn, phát huy những dòng nhạc dân tộc mà ông cha ta đã để lại từ ngàn năm, đồng thời để thỏa mãn niềm đam mê ca hát cho mọi người lên sóng giao lưu học hỏi. Ca hát mỗi ngày là món ăn tinh thần xua tan đi những ưu phiền và một ngày làm việc mệt nhọc của mọi người. Đồng thời ca hát còn là nhịp cầu nối gắn kết tình bạn bốn phương. Vâng, kính thưa quý vị,
Câu lạc bộ đã được thành lập đến nay tròn 2 năm tuổi, đã quy tụ được trên 3.000 thành viên tham gia, trong đó có 35 anh chị em là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ban cố vấn, quản trị viên, là bộ máy hoạt động của câu lạc bộ. Câu lạc bộ đã xây dựng được 6 điểm cầu, các điểm cầu đã giao lưu trực tuyến, đó là 1. Điểm cầu Hà Nam, 2. Điểm cầu Hải Dương, 3. Điểm cầu Hưng Yên, 4. Điểm cầu Hải Phòng, 5. Điểm cầu Đắk Nông, 6. Điểm cầu Tam Đảo. Các điểm cầu đều có phó chủ nhiệm, ban cố vấn, quản trị viên để hoạt động và quy tụ các thành viên điểm cầu của mình. Dạ vâng, câu lạc bộ đã xây dựng nội quy, quy chế và chính thức hoạt động vào ngày 16 tháng 5 năm 2020 với một quy chế hoạt động thể hiện nét đẹp văn hóa, vui tươi, lành mạnh, đoàn kết, gắn bó, yêu thương. Dạ vâng, kính thưa các quý vị, câu lạc bộ đang trên đà phát triển không ngừng. Có được sự thành công đó là nhờ vào sự tâm huyết, nhiệt tình của chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm, ban cố vấn, quản trị viên cùng toàn thể hơn 3.000 thành viên trong câu lạc bộ. Dạ vâng, chương trình giao lưu gồm các phần như sau. 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 2. Chủ nhiệm Nguyễn Thu Huyền lên cắt bánh sinh nhật và khai mạc buổi giao lưu. 3. Là ý kiến phát biểu của lãnh đạo sở. 4. Phần tôn vinh người cao tuổi xây dựng câu lạc bộ. 5. Là phần tặng hoa. Chương trình giao lưu văn nghệ bắt đầu từ 13 giờ đến 17 giờ 30, nghỉ ăn tối đến 19 giờ, tiếp tục giao lưu văn nghệ đến 21 giờ 30 và 21 giờ 30, chủ nhiệm câu lạc bộ lên bế mạc buổi giao lưu. Dạ vâng, dân gian cho câu hát ngân vang, chúc mừng sinh nhật rộn ràng lời ca, cùng nhau sum họp một nhà, thắm tình gắn bó mặn mà yêu thương. Một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức, cùng xin chính chúc quý vị đại biểu, cùng toàn thể ban chủ nhiệm, ban cố vấn, quản trị viên và các thành viên trong câu lạc bộ lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, gia đình thành công trong cuộc sống. Chúc buổi giao lưu thành công, rực rỡ. Dạ vâng, Nguyễn Trang xin được thông báo là đại biểu đại diện cho câu lạc bộ Sông Quê, ông Phạm Hùng, bà Lại Thị Tuyến cũng về dự chúc mừng sinh nhật của chúng ta hôm nay, để chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Dạ vâng, để tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thu Huyền, chủ nhiệm câu lạc bộ lên cắt bánh sinh nhật và khai mạc buổi giao lưu. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa quý khán phòng, quý anh chị em, các bạn, thưa tất cả các anh chị em, các bạn, những người đang ở xa luôn hướng về chương trình câu lạc bộ yêu ca nhạc dân gian Việt Nam. Thưa quý vị, Thu Huyền trân trọng cảm ơn những tấm lòng, những trái tim đã dành cho câu lạc bộ yêu ca nhạc dân gian Việt Nam của chúng ta qua 2 năm hoạt động lịch sử, trường tồn và bây giờ khẳng định vị thế, chỗ đứng trong làng giải trí không chuyên Việt Nam. Thưa quý vị, trước mắt chúng ta là cuộc sống bộn bề, những khó khăn muôn vàn, nhưng chúng ta vui với nhau giải trí trong những giờ lao động mệt nhọc. Vậy với chương trình hôm nay, Thu Huyền xin phép được cảm ơn ban cố vấn, ban đại diện, các anh chị em, các bạn ở xa, ở gần, không mọi lứa tuổi, và ban nhạc của đoàn chèo Hà Nam cũng như ekip truyền hình đã giúp đỡ làm chương trình hôm nay. Để tỏ lòng mến mộ, Thu Huyền xin phép gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe, hòa bình, hạnh phúc, bình yên và luôn luôn cầu mong sân chơi của chúng ta vững bền, trường tồn và phát triển. Thưa quý vị, với hàng ngày khung giờ vàng câu lạc bộ dân gian của chúng ta tới thời điểm này, xin phép được báo cáo với quý vị rằng theo cập nhật điện tử, trung bình một tháng lượng người truy cập vào câu lạc bộ của chúng ta
từ 16.000 đến 22.000 người trong vòng 1 tháng. Đề nghị quý khán phòng cho một tràng pháo tay ạ. Dạ vâng, một thành công rất lớn. Thu Huyền xin nói rằng ở đây mình với chúng mình, ta vui câu hát để nghĩa tình thêm sâu. Dạ thưa, 57% nữ giới tham gia ở chương trình câu lạc bộ của chúng ta, nam giới 47%. Đặc biệt chúng ta có đầy đủ 3 thế hệ ông bà cháu. Như vậy câu lạc bộ của chúng ta có phát triển vững vàng không quý vị ơi? Vâng ạ. Để chứng minh sự bền vững, giờ này Thu Huyền xin trân trọng tuyên bố khai mạc chương trình giao lưu văn nghệ đoàn viên gắn kết mọi miền. Và chương trình giao lưu xin tuyên bố được bắt đầu ạ. Đề nghị ban chủ nhiệm những tấm gương sáng lên đây này để chúng ta cùng tổ chức các bánh sinh nhật ạ. Đề nghị ban chủ nhiệm đâu ạ? Đề nghị các quản trị viên và các em lên đây ạ. Đề nghị tất cả các quản trị viên, các ban chủ nhiệm chúng ta lên trên này ạ. Chương trình tôn vinh người cao tuổi, xây dựng câu lạc bộ. Xin trân trọng kính mời chị Thúy Vinh đến từ Thái Nguyên. Vâng, kính thưa ban tổ chức, kính thưa chủ tịch, thưa các phó chủ tịch, thưa các quản trị viên, cùng toàn thể anh chị em và các bạn thân yêu, hơn 3.000 thành viên của câu lạc bộ yêu ca hát dân gian Việt Nam. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể anh chị em và các bạn thân yêu. Vâng, hôm nay rất vinh dự cho Thùy Hình. Vâng, xuân xanh mới ngoại 72 niên, mặc tuổi dấu cao chẳng buồn phiền, vào câu lạc bộ vui ca hát, bạn hữu giao lưu khắp mọi miền. Vâng, rất vinh dự cho Thùy Hình, sinh năm 1950 ở Thái Nguyên ạ. Vâng, rất vinh dự hôm nay được về đây dự buổi sinh nhật của chúng ta nhân lần thứ hai. Vâng, trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau biết có hay không, cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì ta cứ thực lòng với nhau. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn chủ tịch, các phó chủ tịch, các quản trị viên cũng như toàn thể quý vị đại biểu khách quý đã có mặt buổi ngày hôm nay để cùng chúc mừng sinh nhật lần thứ hai. Vâng, những người bạn mới, những người bạn cũ, những người bạn hôm nay và mãi mãi về sau của câu lạc bộ yêu ca hát dân gian Việt Nam, trong đó có Thùy Hình ạ. Vâng, Thúy mong rằng là năm nay và đến sang năm Thúy lại được vinh dự về dự buổi sinh nhật của câu lạc bộ chúng ta. Vâng, Thúy không biết nói gì hơn được, trân trọng gửi tới
ban chủ tịch, vâng, ban chủ nhiệm, ban quản trị, cùng toàn thể quý vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể anh chị em đại diện cho hơn 3.000 thành viên của câu lạc bộ, lời kính chúc sức khỏe, lời chào mừng trân trọng nhất quý vị chúng ta đã có mặt trong buổi ngày hôm nay ạ. Vâng. Thu Huyền xin phép được khoe một điểm ạ. Các quý vị nhìn xem nghệ sĩ này bao nhiêu tuổi ạ? 50 không đúng ạ. Xin thưa. Dạ thưa. Chị Thúy Hinh của chúng ta đến từ Thái Nguyên ạ. Đi từ 3 giờ sáng nhé, về với Thu Huyền với mọi người. Chị Thúy Hinh sinh năm 1950. Vậy ạ, chú ra cho một tràng pháo tay lớn ạ. Ngoài chị Thúy Hinh, đơn vị chúng ta còn có nghệ sĩ Đỗ Thị Phương, anh Hoàng Văn Thuần, chị Lê Thị Thục và nghệ sĩ cố vấn Mai Nam huyện Hải Phòng. Nhưng sức khỏe của chị không khỏe chứ chị không về được. Chị Mai Nam ơi, chị có trên màn hình không? Chị thả tim và động viên chị em chúng em làm được chương trình tốt. Thay mặt những người đại diện câu lạc bộ, không biết nói gì hơn, yêu chị nhiều lắm, quý chị thật nhiều. Tất cả chúng ta cùng chụp những bức ảnh thật đẹp để tôn vinh những người đẹp của các nhà dân gian Việt Nam ạ. Vâng, cảm ơn Thu Huyền đã có những lời tốt đẹp dành cho Thúy Hinh ạ. Vâng, Thúy Hinh thì đi hát công đức ở chùa hơn 30 năm nay rồi. Vâng, vì là xảy ra dịch Covid nên 3 năm nay Thúy Hinh không đi hát ở chùa, mà mới biết đến mô hình của các ca hát trên trang mạng. Thì rất vinh dự là được bạn của Thúy Hinh là Mai Nam ở Hải Phòng có giới thiệu cho Thúy Hinh vào câu lạc bộ yêu ca hát dân ca Việt Nam, dân gian Việt Nam. Vâng, Thúy Hinh đã lên sóng ở câu lạc bộ. Và mới tối hôm kia Thúy Hinh vừa lên sóng hát 2 tiếng liền. Thế rồi là suốt đêm hôm qua mơ màng chỉ nghĩ được rằng về Hà Nam. Thế là đâm ra không ngủ được, bây giờ giọng mất cả giọng, không biết tí có hát được không. Vâng, mà không biết có hát được không chứ không phải là hát đâu. Vâng, thì chỉ hát thôi. Vâng, mong cả nhà yêu hoan hỉ ạ. Và một lần nữa xin được chúc cho ban chủ nhiệm, ban quản trị cùng toàn thể quý vị anh em, những người bạn thân yêu của Thúy Hinh, những người bạn mới, những người bạn cũ, những người bạn hôm nay và mãi mãi về sau luôn mạnh khỏe bình an. Chúng ta cùng nắm chặt tay nhau để xây dựng câu lạc bộ ngày một phát triển vững mạnh, trường tồn cùng thời gian ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị đại biểu. Vâng, để tiếp theo chương trình là chương trình Tịnh Hoa. Xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho câu lạc bộ Sông Quê, là một câu lạc bộ thân thiện với câu lạc bộ ta. Lên có bông hoa, có lãng hoa tặng cho câu lạc bộ. Vâng, xin trân trọng và kính mời bà Nguyễn Thu Huyền lên nhận hoa. Xin một đàn pháo tay lên chào mừng. Cảm ơn rất nhiều đại diện câu lạc bộ yêu âm nhạc Sông Quê đã trở về để chúc mừng sinh nhật câu lạc bộ yêu âm nhạc dân gian Việt Nam. Xin kính chúc ban chủ nhiệm, kính chúc ban cùng toàn thể các thành viên trong câu lạc bộ Sông Quê luôn luôn phát triển câu lạc bộ vững mạnh, bay cao bay xa. Xin cảm ơn rất nhiều. Tiếp theo xin mời, xin trân trọng kính mời anh Phan Văn Thịnh đại diện cho câu lạc bộ Juliet, tiếng hát từ trái tim, cũng có lãng hoa về tặng chương trình giao lưu sinh nhật câu lạc bộ. Xin trân trọng kính mời. Xin được chào các thầy ạ. Rất vâng ạ, xin được cảm ơn câu lạc bộ tiếng hát trái tim đã trở về để cùng chúc mừng sinh nhật câu lạc bộ yêu âm nhạc dân gian Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Tiếp theo là xin trân trọng kính mời gia đình Phạm Tú đến từ quê hương Khả Phong, Kim Bảng, cũng có lãng hoa về tặng cho chương trình. Xin trân trọng kính mời ạ. Xin quý vị một làn tràng pháo tay ạ. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn rất nhiều gia đình đã đến tặng lãng hoa để gửi tặng chúc mừng sinh nhật cô đồng bộ. Xin cảm ơn rất nhiều. Hà Nam quê mẹ thân thương, bên dòng sông đây vẫn vương lòng người, cùng yêu ca nhạc dân gian mọi miền tổ quốc thân yêu tìm về. Bên dòng sông đây
Nhớ xưa bên nhà dòng
như ngàn vì sao sáng tỏa dưới đời, ánh mắt bác rạng ngời. Nhớ ngày 19 tháng 5, bác lòng trong lặng đại xem thương ngàn lý chiều, con đi tìm hơi mẹ khắc khoải. Cháu còn nhớ thương mẹ làng sen đi, mẹ về con nhớ làng sen tháo lòng thấp thoáng anh đèn thôi, dấu chân bác là năm sau không thấy bác đi về bóng quê thêm lặng lẽ. Miền quê dưới nghệ ngầm đi ngang như thế trong mơ màng, còn đang ngủ giữa vòng chập bút nhớ thương, con đi tìm đi người xưa ơi. Dấu chân đất anh nhì hùng, hào quang ánh dương hồng. Ngàn hoa sen đỏ kính nhì dâng, đất nước ơn người kính yêu. Xin cảm ơn. Khúc hỷ sông đổ dồn về một bên anh chẳng yêu gì nào anh đến mà chi đây hơi mời người mà sơi nước sơi
xây được lễ rơi chầu, xây được lễ rơi chầu, sau trước mà lên đi duyên hơi là ơi ơi. Thank you.
đầu tiên thì xin được giới thiệu cho cả nhà biết là cái bài hát này là Hát về quê mẹ. Quê mẹ đây là quê mẹ, quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác thì đời sống của người dân là ngày một nâng cao, điện đường trường trạm khắp nơi vâng được cả chú đáo chăm sóc, chứ không phải là hát về mẹ không. Vâng, mẹ là mẹ quê hương đất nước ạ. Con về quê mẹ chiều nay, ngỡ ngàng trước cảnh đổi thay, bao nhiêu nhà mới cao tầng, thơm mùi ngói mà lòng xót xa. Nay đi trên đường gió Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúc sinh nghi nếp bóng sân đình. Nên câu giá bàn cho ý mình ý. Lũi đại sông Châu gọi hồn đi
non sông. Non sông từ thuở có người vầng dương tỏa sáng đất trời trong sạch người về. Người về thơm nắng ba nghi bạc nó trà vàng thôi.
nỗi đoạn trường chàng ơi tiếp tôi phải lo ý sai ý. Tiếp phải mà lo sai ơi nỗi đoạn trường chàng ơi tiếp tôi phải lo ý xa chứ gió xuân mà hiu hắt ơi ơi à mà để sương xa cái hạt sương xa lần đi lùng ơi chiếc chăn đơn chàng ơi thở thôi xin để lạnh đi lùng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
duyên dáng quá. Sông thương mi nước mi chảy trong veo, thuyền xuôi người ngược mi. Có tiếng hò reo tiên nga dáng trần đầy tấu lầy thơ. Thiếp như tấm gương này sáng mãi
chẳng ý dám thay lòng đổi dạ. Tưởng những mây lộng lộng mặn đi lòng hương mây lượng. Mãi kể vội tựa nay phút bóng bóng vai biệt. Anh đây thương bạn sẻ chia nó đói em bước chân đi chơi ngài cát lầm từng than khóc ruột tàn anh thế dối sầu tình ngàn ý chia đôi thank you.
chẳng vì thế đói, thiếp với chàng hai ngả vẫn phải chơi cùng đôi bóng
tôi đi suốt chiều dài đất nước, ngắm ruộng đồng sông núi biển trời, nghe trái tim sao xuyên bồi hồi, lòng xôn xao bao niềm vui mây, bao niềm vui mây. Xin có đôi con đang thay đổi.
sẽ nguyện cùng dân xây cho đẹp mãi tổ quốc mến yêu. Xuân khoe sắc thắm ban nở trăng rừng, tiếng khèn ai gọi người nhớ xuân hoa rừng nghỉ tỏa hương đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
huynh gọi mình chúng tay xây đắp nước đi non nước non thêm mi mạnh đi dầu chúng bắt nhịp cầu nhịp cầu nỗi yêu bi thương nhà nhà thêm mi nói ấm câu hát xưa đẹp mi mối riêng mi lành nghệ sĩ Đỗ Phương và Hoàng Văn Thuận chuẩn bị ạ. Đi khắp mọi miền tổ quốc luôn hướng về câu hát giữa hồi linh bao vấn vương anh muốn muốn đi tìm còn khắc mãi trong tim bao kỷ niệm câu hát trao duyên trong khoảng trời mộng tim thật thân thương chất chứa những ngọt lành chân anh về ngày hội niêm hát dân ca người quê quán họ
chàng về
một mùa sang có ba tâm tình trong ba hôm áo một sắc áo tứ thân cây đu trao lệch trời gió thổi bơi tắm rồi chiều xuống đầy đầy thank you.
thảo chẳng thấy đâu. Ngày ngày ra trông chốn xa xăm, anh ơi em vẫn vẫn đợi mỏi sao chẳng thấy ai. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Châu Long nàng ơi, ngoài vườn trăng đang tỏ, hoa đường xương tươi nở, phong cảnh thực hữu tình. Muốn cùng nàng thâu canh nhấp chén rượu ân tình cho đỡ nhớ. Bóng quê đi dài ơi y thèm y mãn y tranh ê đêm diệu hồi đào chữ tay anh đã ơi giọt chén này mời mời em ơi chén đi đào đi tình đượm đường thăm mối cần có gì
sâm bí thường diệu vời. Dạy anh trông y mai anh lại đợi, y dạy đợi tháng nhớ năm trông y. Thời là chẳng sớm chắp mới dây tơ hồng kèo cách chợ hoa giá người sai tôn đội ước châu long làng ơi tạm biệt nàng ta có vật này trao tặng. Đây là tấm gương tư mã của tự thân, để ngày ngày nàng vẫn tóc soi gương, tưởng như ta vẫn soi chung với nàng. Thiếp xin giữ lòng thiếp như tấm gương này sáng mãi không mà chút buồn. Em ơi, chắc chính em phải biết tầm quyền đi. Anh ơi, em bước chân đi nguyện có hòa thương, quyết em chẳng dám thay lòng đổi dạ. Chân đi chờ ngày càng lên đường tháng đi không không mi cái dù tầm anh thề mi dối sau tình an đi rồi chia đôi lối anh thành lòng xa chẳng đoán đến đi bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khuyên nghi nàng ghi ghi nhớ lấy lời chấp lì dặm chương thời thân đi ấy một mình mỗi nghĩ dầu sẽ đi nữa gây nghĩ tình chia ly đời cả chung quanh
đông dài, ta cùng chúc ly đón tin vui. Một đi mầm mi xanh đi, đang đi lớn anh cùng em, hạnh đi phục nghi vui bờ. Trên bến cảng quê ta
những cô con gái đang ngày đêm mở đường. Hỏi em bao nhiêu tuổi mà giữ em thì thường. Em đi lên rừng cây xanh mở lối, em đi lên núi núi ngả vui đầu, em đi bằng những nhịp đầu lên những con đường tổ quốc yêu thương. Cho xe thẳng tới chiến trường, cô gái miền quê ta đi cứu nước, mái tóc xanh xanh tuổi trăng tròn, bàn tay em ta đã mở đường, gian khó phải đuổi đường em tiến bước. Em có nghe tiếng súng nơi tiền phương rủ ca khúc có hay không ạ? Hay thì tất cả anh chị em cho một tràng pháo tay thật lớn cổ vũ cho. Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ Bác Hồ dằng dặc đến miền Nam. Để sớm nay con đi giữa đoàn quân trong gió biển tràn hòa, đi theo dấu chân ba đường miền Trung non xanh nước biếc. Xin hỏi đường nào Bác đã qua đây khi Bác tìm đường ai hay. Trời miền Trung mưa tuôn nắng cháy, đất quê tôi đưa Bác suốt dặm trường, để bây giờ đất gọi mãi nhớ chạy tìm phương Nam luôn hướng về miền Bắc. Ở đó Bác Hồ người gọi ơi miền Nam, đường cách xa bao la đất miền Trung đâu biết hồi bây.
trong tim bà. Đường qua với giá chờ đông bao nhiêu người,
chờ ai mặc khi mở khi to gió dần hờn ai như nước nở